Kính thưa anh chị em, từ trên núi xuống, các môn đệ cứ suy nghĩ mãi trong lòng, từ trong cõi chết nghĩa là gì? Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Các môn đệ cứ luẩn quẩn trong cái suy nghĩ mà Đức Giêsu Kitô từ trên núi xuống và căn dặn các ông rằng không được kể cho ai biết cái sự kiện vừa xảy ra trên núi. Và rồi Chúa Giêsu nhắc nhở với các môn đệ rằng Ngài phải trải qua sự chết rồi mới tiến tới vinh quang được. Kính thưa anh chị em, trong ba bài đọc ngày hôm nay, bài đọc thứ nhất trích trong sách Thăng Thế và bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma và đoạn tin mừng Thánh Marco cho chúng ta thấy việc Đức Chúa Cha nói với nhân loại chúng ta rằng, hay nói một cách gián tiếp, một cách trực tiếp với các môn đệ và qua môn đệ là gián tiếp cho mỗi người trong chúng ta rằng, đây là con ta yêu dấu, các con hãy nghe lời của Người. Kính thưa anh chị em, người ta dễ nghe tiếng cây đổ, tiếng cây đổ rớt xuống một cái bùm, tùy cái cây nặng và cây nhẹ. Nếu mà cây nặng nó rớt xuống rất là mạnh và người ta nghe tiếng đổ của cây xuống rất là mạnh mẽ, nhưng người ta không thể nghe được hàng triệu cái hột mầm nó ở dưới đất, nó đang tí tách, nó muốn trồi ngoi đầu lên khỏi mặt đất, và đó là những hạt mầm, nó sẽ trở thành những cây mọc lên, và nó mọc lên tùy theo đất tốt đất xấu, nó sẽ mọc lên và nó vươn lên cao mãi. Có những loại cây có thể sống hàng mấy trăm năm chẳng hạn như vậy. Chúng ta thấy rất rõ điều đó. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một xã hội tiếng ồn nhiều lắm. Tiếng ồn của xí nghiệp, tiếng ồn của công trường, tiếng ồn của xe hơi, xe máy, vân vân. Tiếng ồn rất nhiều. Người ta ít khi lắng động để lắng nghe, để lắng nghe những tiếng thì thầm đang nói với mình, đặc biệt là tiếng Chúa đang nói với mình. Và trên thế giới ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta thấy rất là náo động bởi chiến tranh, náo động bởi các cái công ty lớn, náo động bởi những nhà hỏa xa hay những sân bay lớn, cứ rầm rộ chuyến này tới chuyến khác, và người ta ít khi người ta có thời gian im lặng để lắng động tâm hồn của mình, để lắng nghe tiếng nói của lương tâm, lắng nghe tiếng nói của chính Thiên Chúa đang muốn tỏ ngộ với tất cả mọi người chúng ta. Người ta ít lắng nghe, thưa anh chị em. Vậy thì tin mừng ngày hôm nay lại mời gọi chúng ta trong buổi chay này, hãy lắng nghe tiếng Chúa. Đây là con chí ái của ta, các con hãy là con tay yêu dấu, các con hãy lắng nghe tiếng Người. Chúng ta thấy trong buổi chay này Chúa mời gọi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Lắng nghe tiếng Chúa để làm gì thưa anh chị em? Lắng nghe tiếng Chúa để thấy Chúa sống trong cuộc đời như mỗi người trong chúng ta. Chúa hành xử những điều trong cuộc đời của Ngài. Chúa đi rao giảng, Chúa làm các phép lạ, Chúa trừ quỷ, Chúa làm tất cả mọi công việc, miễn là những công việc đó mang lại lợi ích cho tha nhân thì Chúa làm tất cả mọi sự. Và chính Chúa đã đi trên một con đường. Con đường đó chúng ta thấy rằng một cuộc hành trình của Ngài, từ lúc Ngài sinh ra ở Bethlehem cho tới Ngài sống ở Nazareth 30 năm, Người sống âm thầm để làm việc phục vụ. Nhưng để chuẩn bị cho sứ mạng công khai của Ngài, Ngài đã phải mất 30 năm, thưa anh chị em. 30 năm đó Ngài đã làm tất cả mọi việc, lao động cực nhọc như cha của Ngài, đó là làm nghề thợ mộc, để nuôi sống bản thân của Ngài, để nuôi sống cha mẹ của Ngài. Và rồi sau 3 năm đó, Chúa Giêsu đã tách gia đình của mình, đã rời bỏ gia đình của mình để đi rao giảng nước Thiên Chúa.
và Ngài kết nạp 12 môn đệ đi theo chân Ngài, và nhóm 12 được thiết lập lúc đó. Chúa Giêsu đã đi rao giảng trên mọi nẻo đường ở khắp các vùng Galilea, vùng Ca-phạc-na-um và Galilea, các nơi mà lân quận đó. Ngài đã đi khắp các vùng đó để rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Đặc biệt, Ngài đi tới đâu thì biết bao nhiêu bệnh nhân được khiêng đến tới đó. Ngài đã chữa lành biết bao nhiêu bệnh nhân, và Ngài đi tới đâu người ta cũng chỉ ước mong có thể sờ vào gấu áo của Ngài thì bệnh hoạn của mình cũng được chữa lành. Và Ngài đã trừ quỷ, Ngài đã trừ biết bao nhiêu ma quỷ cho ra khỏi họ. Tin xem, Ngài đã trừ biết bao nhiêu ma quỷ. Và chúng ta thấy ma quỷ đã phải khuất phục Ngài. Chúng ta thấy đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta suy nghĩ khi chúng ta đọc đoạn tin mừng của Thánh Marco. Vậy thì bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy rằng vì vâng lời cho nên Thiên Chúa đã ban cho Abraham và Sarah được đông đúc con cháu như sao trên trời, như cát dưới biển. Bởi vì ông bà đã không tiếc dâng con một của mình cho Chúa là Isaac. Cho nên Chúa đã thưởng công cho ông vì ông đã vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Cho nên chúng ta thấy dòng dõi của ông Abraham được chúc phúc, và dòng dõi của ông đã tồn tại tới muôn đời. Chúng ta thấy bài đọc thứ hai, chúng ta thấy Thánh Phaolô cho chúng ta hay rằng có Chúa nâng đỡ chúng ta, chúng ta còn sợ gì nữa? Nếu có Chúa ở bên cạnh chúng ta, có Chúa nâng đỡ chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ không sợ bất cứ điều gì. Vậy thì thưa anh chị em, hai bài đọc đó giúp chúng ta hiểu rất rõ đoạn tin mừng ngày hôm nay khi Chúa Giêsu biến hình trên núi. Tại sao Chúa Giêsu biến hình trên núi lại chỉ đưa ba người môn đệ thân tín nhất lên trên núi Ta-bô-rê? Tại sao như vậy thưa anh chị em? Tại sao có 12 môn đệ mà Chúa Giêsu lại đưa ba môn đệ thôi đi lên núi Ta-bô-rê? Thưa, bởi vì trong bất cứ một tổ chức nào, trong bất cứ một cộng đoàn nào, thì thế nào cũng có những người được cấp lãnh đạo tin tưởng hơn. Và ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan là ba môn đệ thân tín đã được Đức Giêsu Kitô đưa lên núi Ta-bô-rê. Khi đi lên núi, có lẽ ba môn đệ này không biết Chúa Giêsu làm gì. Vì Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ lên núi, Chúa Giêsu không nói trước Chúa Giêsu sẽ làm gì. Nhưng khi ba môn đệ lên núi cao thì Chúa Giêsu đã biến hình trước mặt ba môn đệ này. Và chúng ta thấy câu chuyện đã xảy ra là mặt của Chúa đã sáng rực, áo của Ngài đã trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian này có thể giặt nổi trắng như thế. Và chúng ta thấy có hai, một ông Elian đại diện cho ngôn sứ đã hiện ra cùng với ông Môsê, đã hiện ra để đàm đạo cái chuyện gì đây? Thưa, đàm đạo với cái chết của Đức Giêsu Kitô sẽ phải thực hiện ở Jerusalem. Anh chị em thấy ở trên núi Ta-bô-rê thì ông Môsê và ông Elia đã đàm đạo với nhau về cái chết của Chúa Giêsu sẽ được thực hiện tại Jerusalem theo ý định của Thiên Chúa Cha. Các môn đệ, ba môn đệ này khi thấy Chúa biến hình như thế thì các ông sợ lắm, run sợ, bởi vì thấy cái vinh quang của Chúa, cái vinh quang mà các ông sau này sẽ được hưởng cái vinh quang đó. Vinh quang đó là vinh quang nước trời thưa anh chị em. Nhưng trước khi được hưởng cái vinh quang nước trời đó thì ba môn đệ phải trải qua sự đau khổ. Sự đau khổ đó là cái gì? Đó là các ông sẽ phải nếm qua việc Chúa Giêsu hấp hối trong vườn cây dầu. Và chính ba môn đệ này cũng đã được Chúa Giêsu cho vào vườn cây dầu để trong khi Đức Giêsu kia hấp hối, mồ hôi và máu chảy ra thì ba môn đệ này
đã được chứng kiến cái cảnh đau khổ của Chúa Giêsu trong núi cây dầu. Anh em biết đó là cái sự kiện rất đặc biệt, nó nối kết cái lịch sử của núi Ta-bô-rê với vườn cây dầu. Vì vậy, các anh chị em, khi Đức Giêsu Kitô được rửa tội tại sông Giô-đan và ngày lên khỏi nước, chúng ta thấy xuất hiện ba nhân vật. Nhân vật thứ nhất là Chúa Giêsu, là Đức Chúa Con đã được rửa tội bởi tay của Gioan tẩy giả. Rồi nhân vật thứ hai là chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Giêsu, đó là Chúa Thánh Thần. Còn trên trời có tiếng nói rằng: đây là con yêu dấu của ta, người đã làm đẹp lòng ta, các con hãy nghe lời của người. Thưa anh chị em, nghe lời của Chúa Giêsu không có nghĩa là chúng ta chỉ nghe cái lời giáo huấn của Chúa, mà chúng ta cũng phải lãnh nhận chính con người của Đức Giêsu Kitô, lãnh nhận chính cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, bởi vì Đức Giêsu Kitô đang dẫn chúng ta trên con đường tốt lành, đang dẫn chúng ta trên con đường thánh thiện, đang dẫn chúng ta trên con đường đi về núi Gôlgota. Đó là con đường duy nhất mà Đức Giêsu Kitô đã lãnh nhận bởi ý Đức Chúa Cha. Vậy thì khi chúng ta, Chúa Giêsu nói, các con, Đức Chúa Cha nói, các con hãy lắng nghe và vâng lời của người. Chúng ta hãy nghe lời của Chúa. Nghe lời của Chúa để làm gì, thưa anh chị em? Nghe lời của Chúa để trong mùa chay này, nếu có chuyện gì chúng ta chưa sống tốt, nếu có chuyện gì trong cuộc đời của chúng ta chưa trở lại với Chúa, thì trong dịp mùa chay thánh này, anh chị em hãy quay trở về với Chúa. Và đặc biệt là chúng ta tới với bí tích hòa giải, tức là bí tích giải tội. Anh chị em hãy dọn lòng của anh chị em, anh chị em hãy làm cho lòng anh chị em trong sạch, để anh chị em tới tòa giải tội, anh chị em xưng thú tội lỗi của anh chị em, để Chúa tha thứ tội lỗi cho anh chị em, và anh chị em sẽ sống trong mùa chay thánh này một cách đặc biệt hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều khác nữa, thưa anh chị em, trong đời sống của anh chị em, có lẽ chúng ta sống ở trong cái vùng này, là vùng chúng ta trồng cà phê, là vùng chúng ta sống với cây công nghiệp đó. Nhưng nếu mà không mưa thuận gió hòa thì mùa màng của chúng ta sẽ không được mùa. Chính vì vậy, chúng ta cần có mưa gió thuận hòa. Anh chị em hãy khẩn khoản này xin Thiên Chúa. Cha xứ đã kêu gọi, xin Chúa cho mưa xuống. Anh chị em hiệp lòng với cha xứ để làm gì? Để chúng ta cầu xin Chúa ban cho mưa thuận gió hòa, ban cho mưa xuống. Và khi mưa xuống, anh chị em sẽ thấy nó khác, khác hẳn. Mặc dầu anh chị em tưới tiêu đó, anh chị em tưới, nhưng mà tưới mấy cũng không bằng mưa. Mưa xuống, chúng ta sẽ cảm thấy cây nó được tưới từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới gỡ gốc, và sẽ tưới rất là đậm. Rồi con người của chúng ta cũng sẽ mát mẻ nữa, chúng ta không bị đau ốm. Vì thế chúng ta hãy khẩn khoản này xin Chúa ban cho mưa xuống nơi vùng đất này và nhiều vùng đất khác, để tất cả mùa màng của mọi người đều được tốt tươi. Điều khác nữa, thưa anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta lắng nghe lời của Chúa để làm gì? Để chúng ta trở về với Chúa, thật lòng trở về với Chúa. Chúng ta xé lòng, đừng xé áo. Chúa nói hãy xé lòng, đừng xé áo. Xé lòng có nghĩa là gì, thưa anh chị em? Xé lòng có nghĩa là chúng ta đẩy xa tội lỗi ra khỏi tâm hồn của chúng ta. Chúng ta đuổi quỷ ra khỏi tâm hồn của chúng ta. Chúng ta đuổi các chướng cám dỗ ra khỏi tâm hồn của chúng ta. Chúng ta tránh những cạm bẫy của cám dỗ. Đó là chúng ta xé lòng. Vậy thì Chúa nói chúng ta rằng hãy xé lòng, đừng xé áo, có nghĩa như thế. Để mỗi người chúng ta, khi chúng ta sống trong mùa chay thánh này, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, vì Chúa đã chuẩn bị chúng ta 40 đêm ngày để chúng ta ăn chay cầu nguyện, làm phước bố thí.
và làm phước bố thí. Chúng ta còn nhớ, tôi cũng nhắc lại một lần nữa, cha xứ nói thôi, không phải tôi nói mà cha xứ nói, mà chắc chắn cha xứ nói thì chắc chắn tôi cũng luôn luôn ủng hộ và tôi cũng luôn luôn muốn như thế. Đó là Ngài muốn làm một căn nhà tình thương. Để làm gì? Để giúp một người nghèo. Người nghèo đó không nhất khuyết là phải là người công giáo. Người nghèo đó cũng không nhất khoát phải là một người nửa công giáo, một người không nửa không phải là công giáo. Nhưng người đó có thể là người không công giáo. Chúng ta không phân biệt ai cả. Ai nghèo nhất chúng ta sẽ giúp căn nhà đó. Vậy thì ý tưởng đó là một ý tưởng thực tế và ý tưởng rất hay. Cho nên anh chị em hãy dành dụm, anh chị em hãy bớt tiêu pha trong mùa chay thánh này đi. Dù trong mùa chay thánh này một ngày ví dụ anh em ăn 200 ngàn, anh chị em hãy ăn 150 thôi, còn bớt 50 anh chị em bỏ vào thùng. Để làm gì? Để giúp có một cái ngân quỹ có thể làm được căn nhà tình thương cho một người nghèo nhất mà chúng ta đã khảo sát một cách thực tế. Xin mẹ Maria và thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp cho anh chị em để chúng ta sống trong mùa chay thánh này một cách thật đạo đức và thánh thiện. Và lời Chúa Cha phán với nhân loại chúng ta rằng: đây là con tay yêu dấu, các con hãy lắng nghe lời của Người. Amen.